Pha Lê tích cực thả thính anh Đức, thân mật gọi bạn thân Trấn Thành là chồng. Trong thời gian vừa qua, ca sĩ Pha Lê và diễn viên anh Đức thường xuyên có thời gian gặp gỡ cùng nhau ngoài công việc. Có thể thấy giữa hai người có mối quan hệ thân thiết và gắn bó. Không chỉ đi ăn cùng nhau, bộ đôi còn chăm cùng nhau đi spa, dưỡng da và làm đẹp. Đặc biệt hơn cả, Pha Lê đã khiến nhiều fan hy vọng về một cặp đôi thực sự khi cô liên tục có nhiều hành động thả thính anh Đức, ngọt ngào nhận anh là chồng mình. Không chỉ đăng thết khen ngợi nhan sắc của bạn thân Trấn Thành, Pha Lê còn vui vẻ viết cho anh yêu ra mắt phụ huynh trong một lần cô cùng anh Đức đi spa thư giãn. Trước những đợt tấn công dồn dập của Pha Lê trên mạng xã hội cá nhân, anh Đức vẫn giữ thái độ im lặng, không phản hồi. Hiện tại, hot girl Trâm Anh và Phí Huyền Trang đang là hai nhân vật được nhiều khán giả đồn đoán chính là nửa kia của chàng nghệ sĩ Ba Đồ. Tuy nhiên, anh Đức vẫn chưa chính thức thừa nhận chuyện tình cảm, bỏ ngoài tai những tin đồn ồn ào về cô bạn gái bí mật của mình. Pha Lê và anh Đức đều đã bước sang bậc tuổi 30, độ tuổi mà nhiều người đã sớm yên bề gia thất. Trước sự thả thính nhiệt tình mà Pha Lê dành cho anh Đức, nhiều khán giả hy vọng cả hai có thể trở thành một cặp đôi tình bể bình của showbiz.